Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của nhà cách mạng tiền bối Lê Văn Lương, 28 tháng 3 năm 1912, 28 tháng 3 năm 2022, sáng nay tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp tổ chức hội thảo khoa học Đồng chí Lê Văn Lương, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội thảo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và đại diện gia đình đồng chí Lê Văn Lương. Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng ôn lại và khẳng định cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Văn Lương, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí Lê Văn Lương, tên khai sinh là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1912 tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí từng giữ nhiều trọng trách như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình trí thức nho học có truyền thống yêu nước và khoa bảng của quê hương Hưng Yên, văn hiến và anh hùng. Tiếp thu truyền thống tốt đẹp của quê hương, gia đình. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, đồng chí đã sớm tham gia các phong trào yêu nước và cách mạng, trở thành đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Ở bất kỳ cương vị trọng trách nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đánh giá về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí, Đảng ta khẳng định, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau ở địa phương hay ở cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ, ở đâu đồng chí cũng nêu tấm gương sáng về lòng tận tụy, trung thành, đức cần kiệm, liêm chính, khiêm tốn, giản dị và trung thực. Bao giờ đồng chí cũng đặt lấy cách mạng lên trước hết và trên hết. Với 83 tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Ghi nhận những công lao, cống hiến to lớn đó, Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng đồng chí nhiều danh hiệu cao quý, huân chương sao vàng, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huy chương cao quý khác. Thưa các đồng chí, hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương để chúng ta tưởng nhớ và tri ân sâu sắc tới người đảng viên cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng ta, một cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng, suốt đời gắn bó với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng. Trong bối cảnh hiện nay, hội thảo càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, để tiếp nối phát huy những thành quả cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các thế hệ tiền bối cách mạng đã dày công xây dựng, để chúng ta góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thảo khoa học đồng chí Lê Văn Lương, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong đó có đồng chí Lê Văn Lương. Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định Hưng Yên là vùng đất địa linh, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, đã góp phần quan trọng hình thành nên con người, nhân cách của đồng chí Lê Văn Lương. Hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Có thể nói, truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương Hưng Yên và gia đình cùng với tài năng trí tuệ cá nhân lại được thử thách tôi luyện trong gian khổ ở nhà tù đế quốc và phong trào đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hun đúc làm nên con người đồng chí Lê Văn Lương, người cộng sản kiên trung với khí phách kiên cường, phẩm chất đạo đức sáng ngời, tấm gương tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí luôn là người cộng sản chân chính, mẫu mực, trọn đời chiến đấu hy sinh vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trải qua nhiều trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng về sự tận tụy, trung thành,
cần kiệm, liêm chính, luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên hết và trước hết. Đồng chí thực sự là một nhà lãnh đạo có nhân cách cao, đạo đức cách mạng trong sáng, sống có tình có nghĩa với đồng chí đồng bào, xứng đáng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Văn Lương đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân. Cùng với các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương, hội thảo khoa học hôm nay được tổ chức thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Văn Lương đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng thời qua đây để tuyên truyền, khơi dậy truyền thống yêu nước, cách mạng, anh hùng và niềm tự hào đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo động lực và củng cố niềm tin hơn nữa đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước và tỉnh Hưng Yên dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Hội thảo nhận được gần 40 tham luận, trong đó 9 tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo đều tập trung làm sáng tỏ 4 nội dung chủ yếu. Đồng chí Lê Văn Lương, người cộng sản kiên trung thuộc thế hệ đảng viên đầu tiên của Đảng, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng và người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Tham luận tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang đều nêu bật sự quan tâm, tình cảm thiết tha, nồng hậu của đồng chí Lê Văn Lương với quê hương. Tuy xa quê từ lúc còn niên thiếu, nhưng trên bước đường hoạt động cách mạng dù ở đâu, cương vị nào, đồng chí Lê Văn Lương cũng luôn dành cho quê hương Hưng Yên những tình cảm tốt đẹp, nồng hậu. Sau khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí đã tìm mọi cách liên lạc, gửi tài liệu, giác ngộ thanh niên, gây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở quê nhà. Khi đang công tác tại cơ quan trung ương, đồng chí đã nhiều lần về thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, dành thời gian tiếp xúc, ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp. Đồng chí đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng nhân dân về tình cảm thắm thiết, sâu sắc của một người con xa quê. Với nhãn quan chính trị sắc bén, sự sâu sát thực tế của một nhà lãnh đạo cách mạng, đồng chí Lê Văn Lương luôn quan tâm, nhắc nhở đảng bộ, chính quyền địa phương, chú trọng công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đưa điện khí hóa và nông nghiệp nông thôn, quan tâm đến sự nghiệp chồng người vì tương lai của quê hương đất nước. Đối với gia đình, dòng họ, xóm làng, đồng chí luôn thể hiện là người con trung hiếu, người bạn thủy chung, trọng nghĩa tình. Năm 1962, Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 7 đã được vinh dự đón đồng chí Lê Văn Lương về dự và trực tiếp phát biểu tại đại hội. Đồng chí đặc biệt quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân, đến công tác xây dựng đảng, việc đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, việc đấu tranh phê bình và tự phê bình, việc giữ gìn nguyên tắc của đảng, việc áp dụng kỹ thuật trong phát triển kinh tế cho nhân dân, việc trị thủy, mùa lũ sông Hồng trong chiến tranh. Mỗi khi huyện Văn Giang bị ném bom, đồng chí đều trực tiếp gọi điện thăm hỏi động viên lãnh đạo huyện sớm khắc phục hậu quả để ổn định đời sống của nhân dân và làm tốt công tác hậu phương quân đội. Đại diện gia đình đồng chí Lê Văn Lương, ông Nguyễn Tài Tuấn khẳng định truyền thống gia đình, dòng họ, quê hương cũng góp phần quan trọng hình thành nên con người, nhân cách của đồng chí. Sinh ra và lớn lên trên quê hương có truyền thống văn hiến và cách mạng, thừa hưởng phẩm chất của gia đình, dòng họ, truyền đời khoa bảng từ cậu học trò thông minh, trung thực, kiên nghị, từng bước trưởng thành. Cha chúng tôi đã trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cách mạng tiêu biểu, người học trò mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư duy và nhân cách của ông đã được hình thành từ những năm gắn bó mật thiết với gia đình, dòng họ, quê hương, qua những câu chuyện kể của ông bà, cha mẹ, bằng trải nghiệm cuộc sống và môi trường tự nhiên xung quanh. Cách nghĩ, lối tư duy đó tiếp tục được mài sắc thêm ở tuổi trưởng thành thông qua giao tiếp bằng sự dấn thân trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Còn nhân cách thì được tôi luyện, rèn giũa và tỏa sáng trong cuộc sống bình dị với nhân dân. Tổng kết và bế mạc hội thảo, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá các tham luận đã nêu bật những công lao đóng góp cũng như nhân cách phẩm chất của đồng chí Lê Văn Lương qua gần 70 năm hoạt động cách mạng. Đồng chí là lớp đảng viên đầu tiên của Đảng, luôn kiên cường bất khuất trước kẻ thù, coi án chém nhẹ tựa lông hồng. Là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, đồng chí có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí cũng là người có nhân cách cao đẹp, trong sáng, là người học trò xuất sắc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh được Bác Hồ đặc biệt tin tưởng. Đồng chí còn là tấm gương về chịu trách nhiệm, phê bình và tự phê bình, là người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, sống nhân hậu, nghĩa tình với đồng chí, nhân dân, gia đình. Những di sản đồng chí Lê Văn Lương để lại vẫn còn nguyên giá trị cho các thế hệ hôm nay học tập và noi theo.